Sibo 110, E109 full máy 120, hải quan chính ngạch, dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài nha mọi người. Hát bụi nào hoa kiếp thân. Sibo 110, E109 dọn full máy 120, sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất là ngon. Mà con này là full 120 nhưng mà vẫn còn lửa 110 nha các bạn. Tại vì khi mình dọn thì cái dàn lửa 110 nó rất là ngon, rất là cọp, nên mình mới giữ lại cho xe. Chứ còn thật ra ở góc độ cửa hàng thì mình cũng lên luôn, nó chả có gì hết trơn. Tại vì đồ phụ tùng ở trong cửa hàng thì mình luôn luôn có sẵn, mình đổ qua đổi lại thì vẫn được. Nhưng mà ở góc độ kỹ thuật của thợ đánh giá thì cái dàn lửa 110 này ngon quá nên giữ lại nó vẫn ngon hơn là cái dàn lửa 120 mà dàn lửa lên, nên mới giữ lại cho xe luôn. Còn xe thì tổng quan dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài, có nghĩa là cái khâu làm máy nè, rồi khâu sơn sườn lốc và thay áo là full mới 100% sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất là ngon. Con này thì mình đã đi lòng 120, dên tạ 120, 6 số, chỉ có bộ lửa là 110 thôi nha mọi người. Giá bán thì rất là yêu thương. Còn bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm miễn phí cho khách thích, miễn giá trị tương xứng thì cửa hàng sẽ thay miễn phí cho các bạn. Còn màu áo thì anh em thích màu gì mình thay màu đó cho các bạn thôi. Còn ví dụ như anh đang đi áo 110 nè, anh em thích áo 120 thì cứ nói, thì bên cửa hàng sẽ thay cho mọi người. Rồi, anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ mình nha.